có lẽ đối với quan vũ tào tháo vẫn chưa được xem là tri kỷ nhưng đối với tào tháo mà nói quan vũ lại chính là người mà tào tháo muốn trở thành bạn thân thiết bởi lẽ tào tháo thấu hiểu và cực kỳ tôn trọng bản chất sâu thẳm bên trong con người của quan vũ mạnh tử từng nói bạn bè quý ở hợp nhau hợp nhau quý ở thấu hiểu tháng giêng năm kiến an thứ năm tào tháo đích thân chinh đánh từ châu thời tiết vẫn chưa chuyển sang ấm áp nhưng khí thế của quân tào không vì thế mà giảm sút trận chiến diễn ra thuận lợi quân tàu chiếm được thành hạ bì đánh đuổi lưu bị bắt sống quan vũ quan vũ tuy là tù binh của tào tháo nhưng tào tháo chưa bao giờ xem ông là tù nhân tào tháo cho quan vũ sự đãi ngộ cao nhất phong cho quan vũ làm tướng quân thưởng cho quan vũ vô số vàng và lụa hào phóng trọng dụng quan vũ nhưng trong thâm tâm tào tháo cũng biết chỉ có thể giữ quan vũ nhất thời chứ không thể giữ mãi mãi bởi lẽ số phận đã định hai người đi hai con đường khác nhau và ngày ấy rất sớm đã đến khi quan vũ biết được tung tích của lưu bị quan vũ nhất quyết rời bỏ tào tháo về với anh cả lưu bị các thuộc hạ đều khuyên tào tháo nên trừ khử quan vũ để phòng hậu họa về sau tào tháo nói lòng trung nghĩa của quan vũ chính là tấm gương sáng cho tất cả các tướng lĩnh ta thà để hắn làm kẻ thù của ta chứ không nợ giết hắn có thể nói tào tháo và quan vũ là sự giao tình giữa hai nước trên cả lợi ích đó là sự trân trọng nhất định tào tháo ngưỡng mộ quan vũ ban cho ông rất nhiều từ chức tước tiền bạc đến ngựa tốt những thứ này rất có giá trị nhưng chúng không phải là hiếm nhất điều hiếm nhất đó chính là việc Tào Tháo ban cho quan Vũ sự thành toàn. Thế nào là thành toàn? Không phải cho anh ta tất cả những gì tôi có, mà là cho anh ta những gì thật sự anh ta muốn. Biết trái tim của anh ta đang hướng về đâu, tôi sẽ để anh đi tới đó. Thành toàn là tình bạn đẹp nhất, là sự chân thành triệt đệ nhất. Việc Tào Tháo đối xử chân thành với người khác cũng giúp ông có được một mạng sống việc tào tháo chân thành khoan dung cho quan vũ một con đường sống cũng chính là để lại một con đường sống cho chính mình bởi lẽ sau khi đại bại trong trận xích bích trên đường bỏ chạy về hẻm núi hoa dung tại đây chính quan vũ là người tha mạng cho tào tháo vì trọng ân tình năm xưa biết thế nào là thành toàn biết thế nào là không cưỡng cầu đó là sự hào phóng trong tâm hồn cũng là sự chân thành tuyệt vời nhất